alpha lipid hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch là cụm từ được sử dụng cho tổ hợp nhiều loại bệnh có cùng nguyên nhân hoặc cùng gây ra các tác hại của hệ tim và hệ mạch trong cơ thể. Đây được coi là hai hệ quan trọng liên quan trực tiếp đến tất cả các hoạt động của cơ thể, nên hậu quả mà nó mang lại là vô cùng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong tương đối cao. Vì sao sữa non hỗ trợ điều trị tốt bệnh tim mạch? Không phải tự nhiên mà sữa non được khẳng định là có khả năng hỗ trợ tốt cho việc điều trị bệnh tim mạch. Thứ nhất, sữa non giàu dinh dưỡng cho một cơ thể khỏe mạnh. Về cơ bản, sữa non là nguồn thực phẩm duy nhất cho trẻ sơ sinh. Bởi thế mà sản phẩm này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho người bị bệnh đột quỵ. Thứ hai, sữa non giàu yếu tố kích thích tăng trưởng. Bệnh tim mạch tồn tại phần lớn ở những người lớn tuổi. Ở đối tượng này, cơ thể suy nhược. Các yếu tố tăng trưởng xuất hiện giúp cải thiện bộ máy tuần hoàn của cơ thể, giảm thiểu được những hậu quả của bệnh tim mạch gây ra. Thứ ba, sữa non giàu yếu tố miễn dịch. Các yếu tố miễn dịch trong sữa non giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn các yếu tố có hại tấn công, làm suy yếu hệ miễn dịch, đẩy lùi được những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Lý do nên sử dụng alpha lipid trong hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch và đột quỵ. Với những ai đã sử dụng alpha lipid trong một khoảng thời gian dài, hoàn toàn có thể công nhận hiệu quả của sản phẩm. Và đương nhiên, sau khi nghe bài viết này, các bạn có thể hiểu thêm về một số công dụng nữa của sữa alpha lipid, một sản phẩm được sử dụng cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch. Thứ nhất, với 3 ít, ít đường, ít đạm, ít béo, hạn chế được những yếu điểm của phần lớn các sản phẩm sữa được sử dụng trong hỗ trợ và điều trị bệnh tim mạch. Khi mà phần lớn các sản phẩm sữa do quá giàu dinh dưỡng nên lại thường có chứa các yếu tố không tốt cho hệ tim mạch. Thứ hai, giúp phục hồi tái tạo mô và các cơ quan. Các yếu tố tăng trưởng trong sữa giúp phục hồi tái tạo mô và các cơ quan, giúp phục hồi xương, sụn và mô thần kinh, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và cải thiện tinh thần. Công nghệ alpha lipid giúp hấp thu hoàn toàn dinh dưỡng từ sữa, đảm bảo không bỏ phí bất kỳ nguồn dinh dưỡng nào, phù hợp với cả những đối tượng có khả năng hấp thu kém. Sữa alpha lipid đương nhiên không mang đến những yếu tố chuyên biệt như sữa dành cho người bị mắc bệnh tim mạch. Nhưng điều đặc biệt là dinh dưỡng khỏe với những yếu tố phù hợp với những người bị bệnh tim mạch, cùng với đó mang đến sức khỏe toàn diện. Một số phản ứng tích cực sau khi sử dụng sữa. Đối với người bệnh tim mạch, tùy từng tình trạng của bệnh mà nó sẽ gây ra những phản ứng tích cực như mệt mỏi, buồn ngủ. Hiện tượng này kéo dài khoảng 3 đến 7 ngày. Sau khi làm giảm lượng cholesterol, sẽ duy trì được chức năng hoạt động của tim mạch, phòng xơ vữa động mạch. Nên thường xuyên vận động nhẹ nhàng, ăn rau củ, quả, tránh thuốc lá, rượu bia. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 muỗng bột sữa, uống trước ăn 30 phút. Đối với người đột quỵ, khi uống những ngày đầu, người bệnh có triệu chứng mệt mỏi, buồn ngủ, tiết nước bọt. Trong 3 đến 5 ngày sẽ hết tình trạng này. Kết hợp với vận động nhẹ nhàng, tập thể dục thường xuyên sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Có hiệu quả 70 đến 80% sau nửa năm. Hàng ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 muỗng sữa bột trước ăn 30 phút. Hy vọng chia sẻ này sẽ mang đến nhiều giá trị cho các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm sữa alpha lipid chính hãng, vui lòng liên hệ số hotline 038 242 6583 của Chăm sóc sức khỏe chủ động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của Chăm sóc sức khỏe chủ động. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.